Trước khi vào video, mình bỏ ra 3 giây để like và đăng ký giúp mình nhé. Ở thế kỷ 21, nhiều công ty nhắm vào thị trường vừa giờ MMO đã liên tục cho ra lò nhiều sản phẩm thực tế ảo. Vũ trụ song song cho đến thế giới ngầm, mọi góc cạnh đều được khai thác triệt để. Một nhà phát hành có tiếng đã cho ra đời sản phẩm mang tính đột phá, sử dụng trí tuệ nhân tạo đa năng tốc độ cao, tên là The Evo để tạo NPC giống con người. Trong phòng giáo viên, Hizo vẫn đang không biết phải nói thế nào với thầy về việc học tiếp hay đi làm. Thầy giáo vẫn nhiệt tình an ủi cậu, nhưng Hizo không mảy may quan tâm lắm. Trở về Hizo thấy mọi người đang chạy bộ, bạn của cậu Takafumi đến hỏi han về buổi tư vấn. Nhưng nó vô ích đến nỗi cậu không còn nhớ gì. Takafumi muốn Hizo ra ngoài vận động thay vì chỉ cắm mặt vào game nhưng cậu lại từ chối. Trên đường về nhà Hizo lại gặp tiếp hai người bạn khác của mình. Chúng mượn tiền của Hizo mà không chút đắn đo nhưng cậu vẫn cho qua. Dù sao hôm nay cũng là ngày phát hành phần mới của MMO Game, Final Lying Quest. Khi mở ví ra thanh toán thì phát hiện bản thân thiếu mất 1.000 yên. Cậu nhớ lại mình đã đưa nhầm mệnh giá cho hai tên kia. Thế là Hizo đành lủi thủi ra về. Đó là cửa hàng rẻ nhất mà cậu có thể tìm được rồi. Nào ngờ một cửa hàng lạ lùng xuất hiện trên con đường cậu đi. Hizo đánh cược vào xem nhưng game mới nhất nơi này bán là tựa game đã phát hành 3 năm trước. Hizo hỏi cô gái bán hàng về bản FS22. Bất chợt cô nàng cười phá lên nhìn cậu khiến cậu ngẩn to te. Cô nói đây là thế kỷ 21 thì làm gì đã có phiên bản thứ 22. Đã vậy cô còn thao thao một hồi về những người mua về chỉ để sưu tầm mà không sử dụng đến nó. Khi thấy nơi này không có bán nên định bụng ra về. Ngờ đâu cô gái tóc trắng nắm lấy tay cậu bảo mình có thứ Hizo đang tìm. Nói rồi cô gái nhận 1.000 yên rồi đưa cho cậu một bản game hoàn toàn khác. Tiền đã trao không thể lấy lại. Cô gái còn nhấn mạnh đây là RPG Full Đai chủ nghĩa siêu thực. Hay hơn nhiều so với thứ cậu đang tìm. Hizo bị những lời của cô gái làm cho không thể từ chối cuối cùng cậu vẫn đem nó về nhà. Mở cửa ra Hizo thấy Kade đang chuẩn bị tắm thì hoảng hốt, cô tức giận đóng sập cửa. Việc này diễn ra như thường lệ nên Hizo cũng không mảy may quan tâm lắm. Cậu tiến vào chiếc game mới mua, một nhân vật tóc vàng rang rộng đôi cánh gọi Hizo là dũng giả. Nhiệm vụ trong trò chơi này của cậu là đánh bại ma vương, giải cứu thế giới Aberdai. Hizo mở mắt ra thấy bản thân đã bước vào thế giới game, cậu ngắm nhìn mình trong gương rồi mở cửa, khung cảnh chân thực nơi đây đã kích thích trí tò mò của Hizo một giọng nói cất lên từ bên ngoài, Hizo nghe thấy liền tiến đến mở cửa. Bất ngờ cậu bị vấp chân vào bàn, cơn đau kéo đến như thế giới thực làm Hizo bất ngờ, một cô gái tóc vàng mở cửa ra. Cậu nhìn những chi tiết trên cơ thể của cô gái mà không khỏi thán phục về độ chân thực của game. Hizo phải nhấn hai lần trước mặt để xác định mình không xuyên không nhầm đến dị giới nào đó, may thay nó vẫn chỉ là game. Cô gái nói mình là Alicia. Bạn thở nhỏ của Hizo, một nhân vật khác bước vào, anh là Martin anh trai của Alicia. Martin đưa cho Hizo một quả táo, Hizo cắn vào cảm giác như đang ăn táo thật ngoài đời, thậm chí đến cả gọt táo cũng được thiết lập vô cùng chân thực. Hizo gặng hỏi về việc rời khỏi thị trấn, bất ngờ hai người hoảng hốt. Cả hai tưởng rằng Hizo đang đùa, nếu lính canh nghe thấy thì sẽ lớn chuyện. Nhưng Hizo không quan tâm lắm, cậu định bụng sẽ rời nhà đến thành phố Loza Martin ôm lấy cậu bạn thân làm cả hai đâm vào cửa. Anh tưởng rằng do bạn mình bị đập đầu ban nãy nên mất trí nhớ, để bảo vệ người dân khỏi lũ goblin thị trấn Tết đã cho đào một hào bao xung quanh nơi này. Toàn bộ người dân đều bị cấm rời khỏi đây, ngoại trừ các đặc phái viên. Không ai được phép ra vào thị trấn nói cách khác nơi này hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Hizo nghe xong vẫn tự tin muốn tiêu diệt hết lũ Gobin. Martin không còn cách nào khác đành nói sẽ cho cậu tọa nguyện nếu đánh thắng được anh. Những tưởng chỉ là một cách hướng dẫn cho tân thủ mới vào game. Ngờ đâu Hizo bị đánh cho chảy máu mũi. Hizo giận dữ hết lớn. Cậu không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra. Tức thì Martin đánh bay Hizo một lần nữa nhớ lại những gì cậu đã phải trải qua trong thế giới thực, Hizo không cam tâm ở trò chơi này cậu lại phải chịu đựng lần nữa. Cậu lao vào đánh ngã bạn thân, thấy Martin không có động tĩnh gì Hizo mới nhận ra mình đã vô tình giết chết cậu bạn. Máu chảy lên láng làm Alicia tức giận hết lớn, Hizo không biết phải làm sao chạy một mạch ra ngoài. Nhưng việc anh trai chết đã khiến Alicia hóa thú điên rồ đuổi theo Hizo, cô vừa đi vừa gọi tên cậu thật lớn, mãi sau Hizo mới cắt đuôi được Alicia. Cậu đang nghĩ đến việc tạo game mới thì Zeona từ đâu xuất hiện, Cô trong hình dạng của một tiểu tiên bay vòng vòng xung quanh rồi nhận bản thân là người hỗ trợ của Hizo. Zeona trêu chọc Hizo về những người bạn hồi nhỏ trong game. Cô nhìn về phía vòng cổ trên người cậu để theo dõi danh hiệu ứng với tiến trình trong game của Hizo. Zeona bị choáng bởi dòng chữ ghi trên vòng, kẻ giết bạn thân. Hizo cũng bị bất ngờ với danh hiệu này. Cậu cố gắng giải thích cho Zeona đó chỉ là tai nạn. Hizo muốn khởi động lại game nhưng không thể. Trò chơi này sẽ tự động lưu lại tiến trình. Dù Hizo có đăng xuất bây giờ thì lần sau đăng nhập lại cậu vẫn sẽ bắt đầu tại điểm dừng trước. Nói cách khác cậu sẽ mãi là kẻ giết bạn thân, nếu Hizo muốn phục hồi thiết lập gốc, cậu sẽ phải mua phần cứng mới, nhưng cái giá quá đắt khiến Hizo bỏ cuộc, cậu muốn trả lại game thì bị từ chối. Lý do là cửa hàng đã ghi quy định rõ ràng, dù rất hiếm nhưng vẫn có những người chơi game này. Vậy nên Zeona khuyên cậu nên đi tìm Jinji, một người chơi lâu năm, để có thể sống sót qua cửa tử. Trước đó, Hizo sẽ phải mua một vài món đồ ẩn thân. Tin đồn về việc Martin bị giết đã lan ra khắp thành phố và binh lính đang truy lùng cậu. Hizo đến một cửa hàng và mua một món đồ bảo hộ. Ông chủ nhận ra cậu chính là người mà dân làng đang nhắc đến, nhưng ông không tiết lộ cho bất cứ ai. Thay vào đó món hàng cậu mua bị ép giá đến mức Hizo còn đúng 5 đồng vàng để sống sót. Càng lúc Hizo càng không muốn chơi chiếc game này. Cậu khoác lên mình chiếc áo choàng rồi đi ra ngoài. Zeona bay bên cạnh giải thích về nơi ở hiện tại. Đây là nội thành lục địa A Z. một thị trấn lớn tự cung tự cấp với chính sách bế quan tỏa cảng chính là thành phố Tê Đô, còn được gọi là thành phố bị khóa. Nếu có ai rời khỏi thị trấn mà không được phép thì đều bị giết, cả hai mau chóng tiến đến sòng bạc trong con hẻm tối. Ngờ đâu Alicia gọi tên Hizo, cậu sởn gai ốc nhìn về phía cô bạn của mình, Alicia đã nhận ra cái lưng của Hizo. Dù sao thiết lập của cô chính là bạn thở nhỏ của cậu, Zeona ở một bên cũng bị dọa sợ theo. Alicia tự thú nhận bản thân đã yêu Hizo từ bé, nhưng vì cậu đã giết Martin nên cô sẽ giết chết cậu sau đó tự sát cả ba có thể đoàn tụ ở trên thiên đường. Alicia lấy ra cái dao đã đâm chết Martin rồi lao về phía Hizo. Zeona ở một bên cảnh báo về tốc độ nhanh của Alicia. Rất nhiều người chơi đã chọn cô làm đồng đội sau khi tập lệnh kết thúc mở. Hizo sợ hãi đến nỗi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, cứ thế cả hai trốn thoát được sự truy đuổi của Alicia. Vòng cổ của Hizo cũng được cập nhật thành kẻ giết bạn thân chạy nhanh. Hizo nhìn mà phải thở dài muốn đăng xuất. Zeona khuyến khích cậu nên bỏ học để tận hưởng game. Hizo ấn đăng xuất nhưng màn hình không hiển thị Hóa ra cậu vẫn chưa xong việc ở trò chơi thì sẽ không thể sao lưu. Alicia cũng đã đuổi kịp đến, cô vung dao đâm trúng một tay của Hizo, cơn đau thấu xương khiến Hizo mất bình tĩnh, nhưng Alicia vẫn không bỏ qua tiếp tục lao về phía cậu. May nhờ có Zeona đấm vào mắt cô khiến Alicia tức thời không thể nhìn thấy gì. Hizo nhân cơ hội chạy thục mạng ra khỏi đó, cuối cùng cậu cũng thoát được game. Hizo nhìn bàn tay lành lặn của mình, thầm nghĩ đã bao lâu kể từ lần cuối cậu chạy nhiều như thế sáng sớm thức dậy Zeona nhắn tin nhắc nhở Hizo vào game. Cậu trở lại cuộc sống trung học bình thường, Hizo kể cho bạn thân về chiếc game mới mua. Hai tên trộm tiền cậu cũng rất hớn hở vì số tiền hôm qua Hizo cho. Rất nhanh Hizo trở về sau ngày đi học mệt mỏi, Kade gõ cửa nhìn thấy chip game trong tay anh trai. Cô lo lắng vì hôm qua nghe được tiếng hét của cậu, thấy không sao Kade liền đóng sầm cửa đi. Hizo đang nhập vào game ngay sau đó, lúc mở mắt ra cậu cảm nhận cơn đau từ bàn tay bị đâm. Hizo lấy trong túi thảo mộc, mùi hôi chân thực tới nỗi cậu phải cảm thán. Hizo tưởng chỉ cần ấn thôi là bản thân có thể sử dụng thảo mộc như game khác, nhưng không, những cái lá không động đậy và bắt đầu héo dần. Không biết phải dùng thảo mộc sao, cơn đau từ tay khiến Hizo phải hét lên, một người đàn ông trông vậy bước ra từ góc tối. Hóa ra đó chính là Jinji người mà Zeona nhắc đến, Hizo vui mừng vì cuối cùng cũng gặp được người chơi ở đây. Ông giúp cậu băng bó vết thương sau đó đưa Hizo đến sòng bạc, cậu nhanh chóng hòa nhập với Jinji, tình cảnh giết bạn thân của ông giống hệt với Hizo. Jinji kể cho cậu vì lý do giết bạn. Ông đã tập luyện ngoài đời để có thể mạnh mẽ hơn trong game. Jinji còn kể về người duy nhất thắng được cái game khó nhằn này. Đó là một người thông minh nhanh nhẹn. Dù có dáng vẻ là học sinh nhưng khí chất của anh khác xa với những người còn lại. Anh đã nhanh chóng rời khỏi thị trấn Tê Đô và hoàn thành nhiệm vụ. Camui với danh hiệu thám hiểm ra vô đối đã khiến Hizo không khỏi ghen tị. Cậu hỏi cách để chơi game tức thì Jinji hét lớn kẻ giết bạn thân đang ở đây. Hizo nhanh chóng bị bắt lại. Jinji cũng nhận được một số tiền từ việc bắt được cậu. Ông còn nói thêm cho Hizo biết về 13 năm tù của mình và cuộc sống lao động khổ sai. Hizo sợ tái mặt hét lên. Cậu bị binh lính dẫn trên đường, người dân ném đá vào Hizo vì tội danh giết người. Cậu nhớ lại những gì tựa game ban đầu nói, Hizo nhìn chằm chằm vào tên lính rồi xưng mình là người hùng, nếu không thả cậu ra thì thế giới sẽ gặp nạn. Tất nhiên tên lính sẽ không tin người này, hắn coi cậu là kẻ điên rồi kéo Hizo đi tiếp. Cậu nhìn lên bầu trời thấy Alicia đang cầm con dao nhìn về phía mình, mau chóng Hizo bị đem đến hầm ngục. Cậu định thoát game nhưng không thể vì đang trong sự kiện. Một giờ đã trôi qua, Hizo thử đăng xuất lần nữa nhưng không thể. Cái bụng đói meo làm cậu cáu bẩn. Hizo định bụng đi tè thì thấy một xác chết hiện ra trong góc tối. Cậu sợ hãi ngã xuống đất. Xác chết đó chính là Martin. Anh quay lại để hỏi lý do vì sao bạn thân giết mình. Hizo sợ hãi cố gắng phản biện tất cả chỉ là vô ý. Rõ ràng là Martin đang ăn táo bằng dao và rồi bỗng nhiên anh ăn nguyên con dao. Máu bắn lên người khiến Hizo hoảng sợ. Lúc này Martin hỏi về lời hứa giữa anh và cậu dưới cây táo, nhưng Hizo tuyệt nhiên không thể biết được. Cậu chỉ mới vào game ngày trước, Hizo không thể nói được nên Martin quyết định ám cậu cho đến khi Hizo nhớ ra. Điều này cũng khiến Hizo nhận ra người khi nãy nói chuyện với Jinji là bóng ma bạn thân của ông ấy. Không nghĩ được lâu Martin nắm lấy vai cậu rồi phun một vũng máu ra. Hizo hoảng sợ gọi tên Zeona, một cô gái tóc đỏ nghe được tiếng kêu thất thanh của cậu đã chạy đến mở khóa. Cô giới thiệu mình là Mizazisa và dẫn Hizo đến một căn phòng khác lúc này màn hình hiển thị cảnh báo kích thích mạnh hizo tưởng nhầm đây là một dạng phiêu lưu người lớn nên đã ấn chọn đồng ý cậu nằm trên giường nghĩ đến chuyện người lớn mà không thể ngừng được cơn sướng nhưng khi mở mắt ra cậu đã bị trói lại đây chính là một buổi ép cung bình thường misajisa cười lớn vì sắp được tra tấn tên tù nhân trước mặt hizo vẫn không hiểu nên tưởng rằng mình sẽ được thưởng thức cảnh bảo dâm nhưng khi misajisa lấy từ sau một chiếc cưa và nói sẽ cắt chân cậu hizo mới hoảng sợ hét lớn cầu cứu may thay Zeona xuất hiện kịp thời vì có việc riêng nên Zeona bây giờ mới đăng nhập được vào game. Mizazisa tưởng người trước mặt bị điên nên tiếp tục công việc cầm cưa của mình. Zeona ở một bên khích lệ Hijo gắng chịu cơn đau. Cô không thể nào giúp được gì cho Hijo lúc này. Sự sợ hãi khiến Hijo tè cả ra quần. Khung cảnh này càng kích thích Mizazisa, Cô vui sướng nghĩ đến cảnh chặt chân. Hijo cũng bỏ cuộc chờ cho mọi thứ diễn ra. May thay tên lính trước mở ra cho dừng cuộc ép cung lại. Nhờ sử dụng lệnh đặc biệt đái trong quần mà Hijo đã tránh được việc tra tấn. Hizo được thả ra ngoài liền ấn nút đăng xuất, cậu không thể chịu nổi một phút giây nào nữa. Thời gian trở lại cuộc thi của quận được tổ chức không lâu sau khi Hizo vào cao trung, cậu đang khởi động để bắt đầu trận đấu. Kade và bạn của cô cũng đến ủng hộ anh trai mình, Hizo được bạn thân ủng hộ nhiệt tình, đối thủ của cậu là Tatsuya. Người luôn đạt hạng cao trong các cuộc thi hồi sơ chung, lần này cũng có rất nhiều người phân loại cũng như các tổ chức Inter 2 theo dõi trận đấu. Họ là tuyển trạch viên tìm kiếm những người tài năng, Hizo không nghĩ nhiều chạy đi vệ sinh bất ngờ một tuyển thủ nổi tiếng đến tìm cậu. Anh là Mai Mắc Lan, vận động viên người Nhật đạt huy chương bạc Olympic. Anh đến tìm Hizo vì nghe nói cậu đã phá vỡ kỷ lục chạy ngắn của quận. Mai rất mong đợi một ngôi sao điển kinh sẽ xuất hiện. Hizo bị những lời nói làm ngây ngất, cậu mãi nói chuyện đến nỗi quên cả đi vệ sinh. Đến lúc ra trận mọi người đều nóng lòng nhìn về phía hai người mạnh nhất. Hizo và Tatsu ra buôn chuyện vài giây trước khi bắt đầu, vì mãi suy nghĩ nên Hizo đã xuất phát chậm hơn những người khác. Cậu cắn răng chạy thật nhanh để đuổi kịp với mọi người mau chóng Hizo và Tatsu ra dẫn đầu, nhưng không may cậu đã ngã xuống đất. Hizo không may đái ra quần, mọi người đều nhìn về phía cậu cười cợt. Hizo cứ vậy chết lặng trong tiếng cười, Kade đến an ủi nhưng lại bị cậu đuổi ra. Đến cả Mai cũng đến móc mỉa Hizo, anh nghĩ rằng Hizo đã cố tình tiểu ra quần, không thể thi đấu dưới áp lực là chết người và Hizo còn tệ hơn thế. Anh để cho cậu một câu chọc tức rồi rời đi, đó chính là câu chuyện hai năm về trước. Hizo trở lại buổi sáng thường ngày, Em gái cậu bực mình vì anh trai buổi đêm cứ hú hết không yên, cả mẹ vào can ngăn nhưng hai anh em vẫn cãi nhau. Nhưng dù sao Hizo đã quyết định bỏ game đó, điều này làm KaDe không hiểu nổi. Cô cho rằng anh mình là kẻ thảm hại làm gì cũng không xong, cuối cùng cả hai kết thúc trong cãi vã. Người mẹ biết rằng con gái mình vẫn mong anh trai có thể trở lại như cũ. Hizo đến trường và kết thúc buổi học như bình thường, anh nghe điện thoại của Zeona và quyết định đến cửa hàng. Hizo đem chiếc game mình đã mua để bán lại. Cậu giận dữ nhìn về Zeona hét lớn về những gì mình gặp phải. Zeona vẫn cười đùa vì danh hiệu của cậu. Nếu không thể bán game này, Hizo sẽ phải trả tiền để bỏ đi trò chơi. Nhưng trước đó, Zeona muốn cho cậu xem về cuộc phỏng vấn của Kamui, người được cho là kẻ duy nhất đã giành chiến thắng trò chơi này. Anh hiện đang là thành viên trẻ tuổi của hội đồng thành phố Tokyo. Chiếc game đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh sau này. Hizo nhận ra đó chính là người mà Jinji nhắc đến lúc ở quán rượu. Nói tóm lại cô muốn Hizo phá đảo chiếc game này thay vì bỏ cuộc giữa chừng. Nói rồi Zeona chĩa màn hình máy tính về phía Hizo. Đây là bản hướng dẫn Kamui đã làm hồi học cao chung, dù có nó nhưng vẫn chưa ai có thể phá đảo được game này. Vì phần lớn người chơi không thể đọc hết những gì Kamui viết, ngay từ câu mở đầu đã gây cảm giác khó chịu cho người đọc. Hizo tua đến đoạn sau, vẫn là những lời nói khó nghe của Kamui. Anh coi mọi người là rác rưởi và bắt đầu khuyên tất cả nên đi tập gym để có thể thắng game. Tựa đề tiếp theo là dành cho Hizo một trong những kẻ đã giết bạn thân. Có một mánh để có thể chiến thắng bạn thời thơ ấu, đó chính là tìm ra thứ khiến Hizo tức giận nhất đặt trong hoàn cảnh cậu là bạn thơ ấu của người bị sát hại. Zeona tiếp tục ấn vào phần tiếp theo, hồn ma của cậu bạn thân ám theo tôi, đó hoàn toàn là tình cảnh mà Hizo đã phải trải qua. Kamui chỉ dùng những lời lẽ châm biếm để kích thích Hizo, các phần tiếp theo đều toàn những lời châm chọc. Hizo vẫn không chịu được mà tắt nó đi, bất ngờ Zeona ôm cậu từ phía sau và nói những lời ngon ngọt với Hizo. Chỉ cần thắng trò chơi này Zeona sẽ cưới cậu. Vì cô gái xinh đẹp này mà Hizo lại vào game lần nữa. Tình cảnh bắt đầu từ trong phòng thẩm vấn, Zisa vẫn đang sung sướng vì những gì cô nhìn thấy. Cô cầm lấy khăn trải giường hít lấy hít để. Hizo không còn cách nào khác để cho tên lính dẫn ra ngoài đến gặp đội trưởng Teosa. Nhanh chóng, Hizo được dẫn đến một căn nhà rộng lớn và trang hoàng lộng lẫy, tên lính đẩy cửa ra. Bên trong là một tên quý tộc tóc đỏ đang ngồi nhìn chằm chằm cậu. Anh dẫn Hizo ngồi vào ghế đàng hoàng. Lúc này cậu vẫn sợ mùi khai của mình khiến Teo Sa ghê tởm. Hizo hỏi lý do vì sao mình được đưa đến đây, hóa ra Alicia đã kể từng tận câu chuyện về tai nạn khiến Martin chết cho chỉ huy đội cận vệ nghe. Trong buổi khám nghiệm hiện trường, anh đã để ý thấy một thanh kiếm mà Hizo có thể sử dụng nhưng vũ khí lại là món đồ không ai ngờ tới. Với lại ngay cả bậc thầy dùng dao cũng rất chật vật mới có thể cắm con dao qua họng như vậy, thế nên Teo Sa đã xác nhận đó chỉ là một tai nạn. Cậu cuối cùng cũng được tự do thoải mái. Zeona ở một bên cũng quan tâm đến cậu. Hizo đi trên đường mà không sợ mọi người soi mói, bất ngờ có hai tên đến hỏi chuyện cậu, chúng vẫn coi Hizo là một kẻ sát nhân. Những người xung quanh cũng tiến đến ném đá cậu. Rốt cuộc thì mọi người vẫn coi Hizo là người có tội mà đuổi đánh, tình hình dường như không có gì thay đổi. Zeona đề nghị nên mua một vài vũ khí để phòng tránh những trường hợp này và cả Alicia, nhưng khi mở túi ra, Hizo chỉ còn đúng 5 đồng vàng, số tiền này chỉ đủ mua thảo dược mà thôi. Cuối cùng Zeona gợi ý những công việc để có được tiền, bao gồm ăn cướp Cô chỉ tay vào một đôi vợ chồng già và bảo Hizo qua đó ăn cướp. Tất nhiên là cậu không đồng ý. Hizo quyết định đến văn phòng tìm việc làm. Đây là nơi làm ăn bất hợp pháp hoàn hảo cho những người từng có tiền sử như Hizo. Cậu mở cửa bước vào. Bà già tóc tím nhìn thấy đã biết Hizo là kẻ sát nhân. Nghĩ rằng cậu đã đút lót cho cận vệ để trốn thoát nhưng vẫn đưa cho Hizo tờ giấy thử việc. Công việc đòi hỏi một tháng làm việc nên Hizo chỉ còn cách từ chối. Bà đưa cho cậu một tờ giấy khác, yêu cầu làm việc giúp một người tên bờ dai trong vòng một tiếng. Trước khi đến đó bà còn đưa cho Hizo một cây roi để chăn bờ giai ẩn. Hóa ra người yêu cầu là một tên điên cần được kiềm chế. Hizo nhận ra nhiệm vụ này khám bựa không thể tưởng nên gào lên với Zeona. Ngay lập tức cậu bị bà lão giáo huấn cho một trận. Bà đuổi Hizo khỏi nhà vì quá lắm điều. Zeona ở một bên giải thích vì lý do bà ấy nổi giận như vậy. Vì không có gan ăn cướp cũng không muốn làm việc khổ sai. Cả hai chỉ còn cách đi vay mượn. Người mà họ tìm đến chính là Jinji. Vì tình hình lúc này nên dù không thích cậu vẫn phải đi theo. Jinji say xỉn nhìn thấy cả hai thì tay bắt mặt mừng. Ông nhìn Hizo tự hỏi sao cậu thoát ra được. Nghe đến chuyện Hizo xón ra quần thì Jinji cười lớn. Ông trêu chọc Hizo và bảo cậu là thằng đái dầm. Điều này đã triệt để làm Hizo tức giận. Zeona phỉ can ngăn nhưng Hizo đã không kiểm soát được. Cậu đẩy ngã Ji-jin xuống đất và chuẩn bị giơ nắm đấm về phía Ji-jin. May thay Zeona lên tiếng làm cậu bình tĩnh lại. Nhưng Ji-jin đã phản lại cậu và định dơ nắm đấm sắt. Hizo nhanh chóng nắm tóc của ông. Cả hai lao vào đánh nhau. Bệnh gút của Jin tái phát, khi Jozơ nắm đấm quyết định thì Martin xuất hiện hỏi bạn thân mình định đánh nhau trong lúc nóng giận một lần nữa sao? Jin cũng bị người bạn mình đã giết hỏi tội, có lẽ cả hai đều bị cảm giác tội lỗi đeo bám vì giết người, Hizo xin lỗi vì đã hành xử không phải phép, nhưng Jin chỉ cười lớn cho qua, ông ngồi xuống ghế rồi gục đầu, may thay ông chỉ ngủ mà thôi. Zeona bay đến thừa nước đục thả câu lấy được tiền từ phía Jin, cả hai ra ngoài, danh hiệu trên cổ Hizo cũng đổi thành kẻ sát nhân ăn cướp của ông già. Zeona ở một bên thao thao bất tuyệt về danh hiệu mới. Cô đưa Hizo đến cửa hàng vật phẩm. Cậu bị thu hút bởi tấm áp phích của cửa hàng. Chủ ở đây là một cô gái tên Melissa. Vì chỉ có 60 gát nên Hizo quyết định mua hai quả bong khói. Nhưng với danh hiệu kẻ sát nhân, cửa hàng phải phụ thu thêm phí. Cần đến hai tháng nữa trôi qua thì tin đồn về Hizo mới hết. Ngoài ra cậu phải trả thêm 10 gát vì đã nói chuyện với Melissa. Cuối cùng Hizo trắng tay với số tiền vừa kiếm được. Hizo thở dài thường thượt về trải nghiệm vừa rồi. Cậu về căn nhà hẻo lánh của mình bên trong không khí tối om làm Hizo ngao ngán. Căn phòng vẫn còn vũng máu của anh bạn thân cậu từ đợt tai nạn xảy ra. Hizo vào phòng phát hiện thanh kiếm mà Teo Sa nói, nhưng chưa kịp cầm lên khuôn mặt Alicia xuất hiện khiến cậu hoảng sợ. Cô biết rằng Hizo sẽ quay trở lại để lấy kiếm nên đã canh sẵn. Zeona lệnh cho cậu ném bom khói về phía Alicia nhưng lại vô tác dụng vì vũ khí chưa được khởi động. Nhưng đánh lửa trong hoàn cảnh này là rất khó. Alicia liếm lấy con dao chĩa về phía Hizo. Cô dơ dao lên định bụng chém cậu. May nhờ có một người xông từ cửa sổ và đánh bật lại alicia hizo tưởng đó là teosa nhưng nào ngờ misajisa mới là người đến cứu cậu ai cũng không hiểu vì sao cô có mặt ở đây misajisa biết rằng alicia đã nghe về việc hizo trắng an nếu cô định hãm hại cậu bất chấp phán quyết của teosa alicia sẽ bị trừng phạt sự thật là misajisa đã bám đuôi hizo suốt hòng tìm cơ hội tiếp cận cậu hizo nhận ra cô gái trước mặt là người có kỹ năng truy dấu zeona ở một bên cũng khuyên cậu cho misajisa nhập hội Hizo nghĩ lại lần đầu gặp cô gái tóc đỏ này, cảm thấy đó cũng là một sáng kiến hay. Và sự thật là mùi nước tiểu của Hizo đã giúp Mizazisa đánh hơi được. Zeona cũng thêm vào vài câu chọc tức. Hizo ngại ngùng hét lên. Lúc này Alicia lao vào tấn công, cậu may có Mizazisa đỡ hộ. Dường như Alicia đã phát điên và chỉ muốn giết chết Hizo. Năng lực của cô bộc phát đến đáng sợ. Alicia né đòn tấn công của Mizazisa một cách dễ dàng, tưởng chừng như con dao Hizo ném đi là xong. Cô rút từ trong người ra hai con khác. Mizajisa đứng chắn trước mặt Hizo, lý do thật sự cô bảo vệ cậu để có thể hành xác Hizo đến chết. Mizajisa muốn băm vằm từng chút một cơ thể của cậu, nếu Alicia giết chết Hizo luôn, cậu sẽ không lành lặn mà nhận những tai nạn khác. Nói rồi cô lao vào chém Alicia, nhưng với cây cưa mòn đó, Alicia nhanh chóng hạ gục Mizajisa. Hizo ở một bên tưởng rằng đồng đội đã thất thế. May rằng Mizajisa đã đảo ngược trạng thái, ai ngờ Alicia dùng chân đá vào bụng cô. Cú đá tiếp theo khiến Mizazisa hoàn toàn bất tỉnh, đến lượt Hizo, cậu tưởng rằng mình sắp chết, nhưng đánh nhau là vô ích. Hizo nhớ đến video hướng dẫn thoát khỏi tình cảnh này. Alicia cũng nhận ra cậu có tiên bảo vệ nên Zeona không thể giúp gì được, cô đeo kính vào để bảo vệ mắt. Hizo giơ tay về phía trước, chạm vào ngực của Alicia. Những trò này không phải lần đầu cô gặp phải, Alicia đá một phát khiến cậu nằm gục xuống. Martin cũng xuất hiện cổ vũ em gái giết bạn thân. Hizo suy nghĩ về cái video Bỗng nhận ra thứ mình cần làm, cậu hét lên rằng mình yêu Alicia. Câu nói này khiến cô dừng lại, Alicia không biết phải làm gì. Cô nghĩ rằng cậu bạn cũ của mình đang nói dối. Hizo vẫn tiếp tục bày tỏ tình cảm. Anh nói về chuyện trước kia, chiếc kính và con dao đều rơi xuống. Alicia thực sự không hiểu sao giờ cậu mới nói điều ấy. Cô nước mắt lưng tròng chất vấn Hizo về lý do cậu bỏ chạy. Điều này thực sự khiến Hizo nghĩ lại về những gì mình làm, cậu đã không đau buồn hay lo lắng về cái chết của Martin. Mizajisa cũng đã tỉnh lại. Hizo cầm lên thanh kiếm hỏi về cây Kenuza. Cậu quyết định một mình đến nó. Dưới gốc cây, Hizo nhìn lên rồi gọi hồn Martin. Một cơn gió mạnh nổi lên, Martin xuất hiện dưới khuôn mặt đầy máu. Hizo nghĩ đến những gì Kamui nói, rồi cậu nắm lấy tay Martin. Điều cậu cần không phải sự tha thứ của Martin mà là muốn anh đồng hành cùng mình. Khuôn mặt của Martin bỗng biến dạng. Hizo được trở lại quá khứ ngày xưa lúc cả ba còn bé. Họ đã từng rất thân với nhau. Nhất là Hizo và Martin, cả hai đã bắt tay nhau dưới gốc cây kê và nguyện thể lúc này khuôn mặt của anh đã trở về nguyên dạng Hizo nói ra lời hứa của hai người hồi nhỏ mãi mãi là anh em tức thì martin phát sáng dần biến mất anh cười nhẹ rồi tan biến trong gió giây phút này khiến Hizo tiếc nuối Zeona đến bên ăn ủi cậu dường như Hizo rất buồn vì sự ra đi của bạn danh hiệu của cậu cũng đổi thành kẻ giết bạn thân vĩ đại bây giờ còn rất nhiều điều phải làm tuy nhiên tiếng chuông báo cháy đã thu hút cả hai thành phố tết bất ngờ xảy ra hỏa hoạn Hizo chạy về phía thị trấn cùng Zeona. Tất cả mọi người đang hoảng sợ thu gọn đồ đạc, nhưng người dân không quan tâm đến cậu mà chỉ cố gắng cứu bản thân. Zeona nói hãy đến tiệm sửa kiếm trước, lúc này ông thợ rèn đang không có thời gian suy nghĩ đến việc khác. Ông bất ngờ vì Hizo không nhận ra sự việc, đám goblin đã tấn công thị trấn. Trận hạn hán lớn nhất trong 50 năm qua đã làm khô cạn con hào, những sinh vật kia lợi dụng thời cơ tấn công. Đến cả Zeona cũng không ngờ đến cuộc công kích của goblin. Hizo thì như mở cờ trong bụng vì có cơ hội thể hiện khả năng. Nhưng thanh kiếm đã bị gì? Vì bỏ bê quá lâu nên Hizo phải tự mài kiếm. Cậu hoang mang mài thanh kiếm của mình trong lúc mọi người vẫn đang hoảng loạn. Hizo không chịu được cho đến lúc thanh kiếm hoàn toàn khôi phục nên định sẽ chạy ra ngoài. Zeona bay đến trước mặt ngăn chặn. Dù kích thước của goblin nhỏ hơn o, nhưng chúng có sức mạnh tương đương. Hizo sẽ không có cơ hội thắng. Nếu chết trong game này thì cậu sẽ hoàn toàn rơi vào tình thế hay ho. Hizo mừng tượng cảnh mình sẽ bị chết trong game. Tuy nhiên nếu chết thì bộ điều khiển và game sẽ tự phát nổ. Hizo hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề. Suốt 10 năm qua, nhiều người chơi đã đâm đơn kiện vì hệ thống chết trong game. Vì họ có nhiều tiền và quen biết rộng, công ty Techno Mosuke đã ém nhẹ sự việc. Cuộc biểu tình lan rộng đến các cửa hàng bé lẻ, nơi tràn đầy yêu cầu bồi thường, chưa hết nhiều vấn đề đã phát sinh. Từ đó con game càng ngày bị lãng quên, vậy mà Zeona vẫn bán cho Hizo với giá gốc của nó. Cô khuyên cậu nên lưu tiến trình và thoát ra ngoài trước sự kiện này. Nhưng Hizo muốn liếc nhìn Go Berlin một lần. Cậu liếc mắt nhìn con quái vật đang lộng hành trên đường, bỗng Hizo trông thấy một bé gái khóc lóc giữa thị trấn thu hút sự chú ý của con Go Berlin. Hizo không thể làm ngơ được nên định chạy ra nhưng bị Zeona kéo lại. Cô không thể để cho cậu chết được vì giá của bộ điều khiển vô cùng đắt. Hizo biết rằng đó chỉ là một NPC nhưng khi nghĩ đến Martin cậu không thể làm ngơ được. Zeona thấy vẻ mặt của Hizo còn tưởng cậu là lolicon, vì thích mấy bé gái nên không thể dương mắt nhìn bé chết may thay cảnh vệ thành phố đã đứng chắn trước mặt con gô berlin không vì thế mà lo sợ nó nhanh chóng ăn cánh tay của một trong ba người lính rồi tiễn hai người tiếp theo trầu trời hizo ở một bên mà trực đái ra quần lần nữa hầu hết những người chơi tránh đụng độ gô berlin mới có thể rời khỏi tét hizo tự hỏi có ai đã từng giết được chúng chưa zeona cũng thành thực chỉ có hai người làm được camui và sâu hay trong đó sâu hay là một nhà vô địch quyền anh phương đông và thái bình dương khi được phỏng vấn về võ sĩ mạnh nhất anh từng đấu sau hay đã trả lời là Go Berlin. Nhưng Hizo vẫn muốn cứu người. Zeona không còn cách nào khác đành giảm giá cho chiếc bàn điều khiển mới giá 105.000 yên. Dù giá giảm rồi vẫn còn cao hơn giá gốc, Ezo A à bảo Hizo thay quần trước khi lâm trận để thoát khỏi mùi khai nước tiểu. Hizo không chịu vẫn phải làm theo, bên này người lính cuối cùng cũng gục. Con Go Berlin càng tiến gần hơn với cô bé. Hai người nhìn tình hình rồi bàn kế hoạch. Zeona cầm lấy hòn đá ném về phía Go Berlin. Hizo cũng nhanh chóng cứu được cô bé nhưng một con goberlin khác chắn trước mặt cậu Hizo không biết làm thế nào đặt em gái xuống nhìn cô bé rất giống ca đe khiến Hizo không đành lòng chắn cho cậu đuổi theo con goberlin đang theo sau cô bé nhìn nó vung gậy tấn công Hizo tận dụng hết khả năng chân cậu như có sấm sét chạy vụt qua con goberlin tóm được lấy cô bé dường như đó là một lỗi trong game nhưng hai con goberlin vẫn đuổi kịp chúng bao vây hai người may thay teo xa kịp thời đến anh vung một đòn ánh sáng chém đứt hai con goberlin ra làm đôi Zeona ở một bên thao thao bất tuyệt với ánh mắt ngưỡng mộ. Các binh lính khác cũng chạy đến kịp. Teo xa ra lệnh cho họ đưa bé gái về nhà và dập lửa các khu vực lân cận. Lúc được bế đi cô bé còn vẫy tay chào Hizo. Biệt danh của cậu cũng đổi thành kẻ giết bạn thân Lolita. Kẻ sát nhân thích bé gái. Hizo hét lên không hiểu cái biệt danh này nghĩa là gì. Teo xa vẫn đang nhìn chằm chằm về phía Hizo. Anh đến giải bày mong muốn cậu có thể trở thành lính đánh thuê cho quân đội. Hizo tất nhiên đồng ý ngay tắp lự buổi hướng dẫn của cậu sẽ diễn ra ở khu huấn luyện cảnh vệ thành phố nằm trong khuôn viên đền trang chính quyền nữ hoàng hizo vô cùng hào hứng về sự kiện này cậu cảm thấy đã đủ nên thoát game dường như mọi thứ đã ổn áp hơn hizo cũng kể chuyện này cho cậu bạn thân ở trường cả hai bàn bạc về chiếc game nhảm mà hizo vẫn đang chơi có vẻ như cậu thật sự thích cái game này hizo nhớ lại cái vẫy tay của em gái cậu quyết định sẽ vào game lần nữa trước đó hizo mở hướng dẫn của kamuza bên trong nói về cuộc tấn công của goberlin Camui từng tận nói về những cách có thể rời khỏi thị trấn Tết. Sau đó anh nói về những lựa chọn mọi người có thể làm khi bị Go Berlin tấn công. Trong đó việc trở thành lính đánh thuê trong quân đội hoàng gia là điều không nên làm nhất với tỷ lệ sống là 0,1%. Có nghĩa là 99,99% ,99 Hizo sẽ phải tạm biệt bộ điều khiển của mình. Hizo tiếp tục ấn vào phần hướng dẫn cho những người lỡ trở thành một phần của quân đội cận vệ hoàng gia. Camui trong video cười cợt vì lựa chọn của Hizo. Nhưng anh vẫn cho cậu vài cơ hội. Chỉ những người có danh hiệu kẻ giết bạn thân vĩ đại mới làm được. Hizo nhanh chóng nhập lời hứa giữa mình và Martin. Từ đó Camui bắt đầu nói về những mẹo chơi game. Cơ hội sống sót của cậu tăng từ 0,1% lên 0,5. Tuy không khác gì mấy nhưng vẫn có thể cứu vãn được. Tùy vào cách chơi, Hizo có thể toang mồm sớm. Con game này tuy nhảm nhưng rất khó nhằn. Camui còn nói thêm những tên thất bại không thể vượt qua cửa ải này thì không bao giờ thành công trong cuộc sống. Cuộc tấn công của Go Berlin là sự kiện khủng khiếp với độ khó bậc SS. Nhưng một khi đã vượt qua, Hizo có thể vén màn bí mật của thị trấn Tết. Dù tỷ lệ sống là 0,1% nhưng Camui vẫn vượt qua được. Dù lời nói khó nghe vẫn khiến Hizo nghĩ rằng đó là một lời an ủi dành cho cậu. Đêm tối cậu đưa bánh của mình cho Kade ăn. Vì những lời nói của em gái nên Hizo quyết định sẽ chơi thắng game đến khi kết thúc có hậu. Cậu cũng quyết định nghỉ một vài buổi học để dành thời gian chơi game. Hizo cũng cảnh báo Kade trước nếu anh có la hét. Hizo thật sự nghiêm túc sau lần trốn chạy ở cuộc thi điền kinh trước. Anh cúi đầu xin lỗi em gái. Kade đóng sầm cửa lại không cho anh trai có cơ hội nói tiếp. Trở lại với trò chơi, Zeona cũng đã biết về tỷ lệ sống sót gần như là không của Hizo. Cô cần nhận về việc Hizo đồng ý, giờ cậu sẽ phải hoàn thành buổi huấn luyện. Hizo được đưa vào trong cung điện, trên đường đi cậu nghe thấy tiếng khóc của những người bị tra tấn. Hizo đến trước mặt Goven, người điều hành thành phố. Cô chạy đến ôm Hizo và trao cậu lời chúc phúc dành cho những người lính đánh nhau với Go Berlin. Hizo ngại ngùng nghĩ đến cảnh vừa rồi. Cậu mau chóng được đưa đến những chỗ tân binh, cùng với cậu là hai người khác cũng làm lính đánh thuê. Gjanada và Palu, xa bắt đầu phổ biến về trận chiến tiếp theo. Dường như bản năng của lũ quái vật mách bảo rằng nếu lâu đài sụp đổ thì thành phố cũng đi toi, họ phải bảo vệ thành phố cùng nữ hoàng Goven. Hizo được một người tên Bob dẫn đến nơi ở, căn phòng của Hizo đã chuẩn bị sẵn đồ tập luyện. Cậu nhanh chóng đi thay đồ và đến sân tập, người lính nhận ra Hizo là kẻ bị mình bắt vì giết bạn thân. Ông giới thiệu mình là Amos, người hướng dẫn khu tập huấn này. Hizo bị Amos chỉ thẳng mặt để dân đe. Một cô gái khác tiến đến chỗ Hizo tự xưng là Kathy, cô là người đã dẫn cô bé mà Hizo cứu về. Cả hai đang định bắt tay nhau thì A-mốt chen ngang, ông ném kiếm về phía cậu quyết đấu một trận. Kathy và Bob ở một bên cổ vũ, Hizo nghiêm mặt tấn công nhưng cậu bị cho ăn một vụt vào bụng ngay sau đó. A-mốt nhận ra người trước mặt chỉ là một tay mơ nên dễ dàng đáp trả đòn tấn công của cậu. Ông vung kiếm đánh bay vũ khí của Hizo và cho cậu một đập vào đầu. Hizo đau đớn ôm đầu khiến ai cũng nhìn về phía cậu chỉ trỏ. Zeona bay đến hỏi han. Một tiếng ổ vang lên, một tên lính đánh thuê khác Gordanada đã đánh gục Amos. Ông ta giận dữ cho dừng buổi luyện tập, các thành viên khác đều tụ tập cảm thán sức mạnh của Gordanada. Đến cả Bob vài phút trước còn muốn đi ăn với Hizo giờ lại đánh chống lảng. Trong phòng ăn mọi người đều tụ tập với nhau chỉ có Hizo là lạc lõng ngồi gặm bánh mì một mình. Hizo trở về phòng đánh một giấc. Ở game này các nhân vật đều có thể ngủ như bình thường. Zeona trêu rằng để cô ngủ cùng với cậu nhưng Hizo chưa kịp trả lời thì cô đã ngủ mất tiêu. Ngày thứ hai diễn ra Zeona gọi Hizo dậy trong lúc cậu vẫn còn ngái ngủ. Mọi người đã tập luyện từ sáng chỉ có Hizo đến muộn. Amut chỉ tập trung vào Gzanada mà không quan tâm đến Hizo, nhưng cậu vẫn muốn học thêm được nhiều. Amut đương nhiên không chịu dậy và bắt Hizo đi vung kiếm. Cậu đành ngoan ngoãn làm theo. Hai tên lính đánh thuê kia nhìn thấy cảnh này thì châm chọc về cái biệt danh kẻ đã giết bạn thân của cậu. Gzanada cầm lấy thanh kiếm gỗ và đe dọa Hizo. May thay ca thì cứu nguy rủ cậu đến luyện kiếm, trong khi mọi người đã nghỉ ngơi. Hizo vẫn tiếp tục học tập, nhờ đó cậu dần tiến bộ. Ngày thứ ba Hizo phải đối đầu với Gzanada, cậu sợ hãi né đòn của hắn. Hizo nhớ lại cách cầm kiếm mà Kathy dạy, cậu loay hoay một hồi rồi vung kiếm bằng tất cả sức lực của mình. Nhưng Gzanada chỉ dành một tay đánh bay cậu và đâm kiếm gỗ vào bụng Hizo. Cuối cùng cậu thua cuộc trong tiếng cười cợt của Gzanada và Palu cùng những người xung quanh. Hizo nhớ lại hai tên đã bắt nạt mình, thầm nghĩ cuộc sống ở đây không khác gì ngoài đời thực cả. Hizo ngồi một góc tường thở dài thường thượt về đợt tập huấn vừa rồi. Zeona liền dẫn cậu đến phòng tư vấn cho những binh lính. Hizo ngồi đối diện giải bày mọi thứ với người tóc trắng. Anh kể về việc mình bị bỏ mặc, đồng đội cho ra làm trò cười và cả việc bị tống tiền. Những tưởng ông có thể hiểu vấn đề của mình nhưng người tóc trắng lại cho rằng đó là lỗi ở Hizo. Ông nói về việc cậu gia nhập mà không có một năng lực nào. Tóc trắng khuyên cậu nên nghỉ luôn đi và mau chóng đuổi Hizo ra ngoài. Cậu phát bực vì những gì người tóc trắng nói. Mai thay Cathy xuất hiện và an ủi. Cô khuyên cậu nên cầu nguyện để mọi chuyện tốt hơn thay vì đến nghe tư vấn. Hizo có thêm tinh thần hơn và đi theo lời chỉ dẫn của Kathy, tuy không tin lắm nhưng nhờ có Zeona mà cậu vẫn quyết đến nghe lời cầu nguyện. Nếu mục sư nghe thấy những lời thú nhận của Hizo thì quyết định làm nghi lễ rửa tội cho cậu. Cô đem đến một chậu nước lớn rồi tạt thẳng vào mặt Hizo. Điều này đối với cậu thì giống bị phạt hơn. Mục sư nói thêm bằng cách ngâm trong nước thánh, cơ thể cậu sẽ tuyệt hơn. Hizo cảm ơn còn không quên hắt xì lấy một cái. Sáng hôm sau mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Ông mốt cười cợt cậu rồi rời đi hai tên lính đánh thuê cũng đến tống tiền của Hizo. Hôm nay cậu sẽ phải đấu với Pa Lù vì không có đồng nào. Hắn liên tục tấn công Hizo đến khi gục ngã. Nhưng Pa Lù không dừng lại mà đánh tiếp cho đến khi Kathy gọi Amos đến xử lý. Nhưng ông ta bỏ qua và rời đi ngay sau đó. Zeona lại thêm mắm thêm muối làm Hizo hét lên. Điều này trong mắt người khác không khác gì là một kẻ điên. Cậu nhìn về phía Kathy. Cả hai tên lính đánh thuê bắt đầu vây lấy cô. Bắt Kathy phải nói ra mối quan hệ giữa cô và Hizo nhưng Kathy lại phủ nhận mối quan hệ bạn bè giữa cô và Hijo. Hai tên lính đánh thuê cười cờ rất Kathy đi, cả Zeona ở một bên cũng cười. Cô ăn ủi cậu chỉ còn một ngày nữa thôi nhưng Hijo thực sự đã nản, Zeona chỉ còn cách sử dụng quyền năng của tiên. Sáng sớm thứ năm mọi người đều đi tìm giày cho Gzanada, nhưng đôi giày đã bị nhúng vào nước cống bẩn. Đó là đôi giày mà bà hắn đã làm khi Gzanada trở thành lính đánh thuê. Hắn rưng rưng nước mắt, nhưng đó chỉ là sự khởi đầu. Ngày tiếp theo Gzanada đã bị mất thanh kiếm, Tất cả mọi người đều đi tìm kiếm cho hắn nhưng hắn không có lấy một lời cảm ơn. Cuối cùng Gzanada tìm thấy kiếm của mình trong đống cức. Hắn hét lớn nắm lấy cổ Hizo. Nhưng Bob đã đứng ra ngăn cản vì Hizo cũng giúp tìm kiếm hai món đồ. Một giọng phụ nữ hét lên. Dì Maria đã bị đánh cắp quần lót trắng có hình bông hoa. Không may nó xuất hiện ngay trong túi của Gzanada. Cậu bị dì Maria coi là kẻ trộm và chửi rủa. Nhưng Gzanada không tài nào lấy cái quần lót đó. Mọi người bắt đầu lao vào chỉ trích cậu một tên còn thêm dầu và lửa châm chọc mặt g như Goblin. cả đám cười cợt khiến hắn phải rời đi ngay cả palu cũng không chịu theo gianada nữa và đuổi mắng hắn với biệt danh thằng mặt Goblin không giày kiếm đầy cức gianada bị làm cho sốc không dám nói câu nào hizo chứng kiến mọi thứ cảm thấy dây dứt không thôi sáng sớm teo xa đến thăm các binh lính và đưa cho mọi người xem giấy khai tội trên đó ghi người trộm giày của gianada và ép cậu ta phải rời đi chính là a -Mod. ông ta không hiểu chuyện gì chối đẩy Teo Sa còn nói thêm lý do vì sao A làm thế. Thư cũng được gửi dưới danh của Palu Lù nên hoàn toàn được chứng thực. Teo Sa hỏi mọi người A có phù hợp làm người huấn luyện không? Người lên tiếng chính là Cathy. Cô kể tất cả mọi thứ bao gồm tội trạng của g Pa Lù và A Mốt. Bob cũng ở một bên nói thêm. Các binh lính khác lao vào nói xấu A Ông ta quỳ xuống cầu xin Teo Sa. Nhưng vì những việc xảy ra Teo Sa quyết định đuổi việc A Mọi người chạy đến xin lỗi Hizo. Trong ban đêm Zeona cười lớn vì những gì mình đã làm nhưng Hizo lại nghĩ đó là phạm tội. Biệt danh của Hizo cũng đổi thành tên sát nhân ác như quỷ dữ. Cứ đà này Hizo sẽ không thể có thêm tiến triển gì, nhưng tất cả chỉ là Zeona muốn cậu không bỏ cuộc. Cô muốn có một người đánh bại con game này. Sự thực là Zeona đã gặp Kamui 10 năm trước, nhưng chỉ là gặp trong game, khi Kamui đang sải bước qua thành phố Tết, mặc áo giáp đen. Điều mà Zeona từng hằng mong ước, cô đã tiến đến Kamui để tỏ tình và rủ anh đi chơi. Nhưng Kamui phũ phàng từ chối vì bộ ngực khủng của cô sau đó anh cũng đã đánh bại Kiwa Me Quét cực kỳ khắc nghiệt. Vì vậy Zeona quyết định trả thù Kamui và tìm cho ra kẻ tiếp theo hoàn thành trò chơi và kết hôn với người đó. Nếu Hizo chiến thắng họ có thể hôn nhau và Zeona sẽ giơ ngón trỏ lên trước mặt Kamui. Hizo nhìn lên trời nghĩ về động cơ của Zeona. Cậu không nghĩ chỉ vì lý do ấy mà cô có một động lực to lớn đến thế. Teo xa đến phá vỡ mạch suy nghĩ của cậu. Anh xin lỗi về việc của Gzanada và Amos. Hizo biết rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra nên chấn an Teo xa bỗng lúc sau anh nói về việc rời khỏi thị trấn. Nếu có thể đánh bại được Go Berlin, anh muốn cùng Hizo rời khỏi thị trấn này. Bỗng Hizo đang xuất ra khỏi game, cậu giật mình vì em gái ở ngay trước mặt. Hóa ra Kade lo lắng rằng anh trai cô định tự sát trong game. Nhưng Kade không muốn thừa nhận chuyện đó nên đã nhanh chóng chọc tức anh trai và ra khỏi phòng. Hizo lại mở hướng dẫn của Kamui ra, trong đó anh bắt cậu phải nhập danh hiệu. Với tựa đề kẻ sát nhân máu lạnh Kamui dẫn đến đường link có mẹo về game, nhưng tất cả là lời chửi rủ của Kamui về việc cậu vẫn dựa vào hướng dẫn. Hizo ngay sau đó tham gia vào cuộc tấn công của Goblin. Mặc dù cậu không biết đã chuẩn bị đến đâu nhưng Hizo vẫn phải vượt qua cửa ải này. Bất ngờ Telsa mang đến hai người lính đánh thuê là dị giáo Mizajisa và máy cắt gọt cây Alicia. Hizo nhìn chỉ thấy ớn lạnh tưởng như mình sắp bị giết trước khi gặp Goblin. Telsa ra lệnh mọi người đi tuần tra. Hizo được cử đến thành phố phía đông nơi ông Jinji sống. Mizajisa và Alicia cũng đi cùng cơ hội này khiến Hizo chỉ muốn từ chối. Cả ba đi đến khu vực phía đông, Mizajisa vẫn còn hiềm nghi với Alicia sau khi đánh nhau với cô, Zeona cũng ở một bên đẩy thuyền hai người. Một vụ cướp diễn ra ngay trước mắt họ, tên trộm đâm sầm vào Hizo rồi chạy qua Alicia. Một nhát dao vung ra, cánh tay của tên trộm bị cắt đứt, Hizo đem cả túi lẫn tay trả lại cho người bị đánh cắp. Điều này khiến cô gái bị dọa sợ trực tiếp ngất đi, Mizajisa ép sát tên trộm vào tường. Hắn nói có người ép mình làm điều đó trong khi cảnh vệ bị thu hút bởi Goblin. Xung quanh những tên cướp cũng bắt đầu lộng hành. Zeona nghĩ rằng đó là bot của game. Họ tìm ra địa chỉ của gã đó là ở sòng bạc. Bên trong rất nhiều người bị bắt. Mizajisa cùng Hizo bàn kế hoạch. Cô cùng Alicia ra trận trước chém hết những tên cướp. Hizo nhận ra Jinji cũng bị bắt lại. Chúng định bụng sẽ bán những người bị trói. Một tên cướp la lên gọi tên Jinji. Tức thì Hizo bị ông chú tấn công từ phía sau. Nếu không muốn chết thì cậu chỉ còn cách ngoan ngoãn đứng im. Jinji đã lợi dụng các NPC để trở thành kẻ trộm, lấy được một đống tiền lớn. Zeona ở một bên dương mắt nhìn tình cảnh trước mặt. May thay Hizo đấm được vào bụng Jinji khiến ông phải thả tay ra. Jinji lấy ra hai nắm đấm thép của mình lao về phía Hizo, nhưng cậu chưa kịp phản công đã bị Alicia đấm thụt bụng. Rốt cuộc tất cả những tên cướp đều bị bắt. Jinji khen rằng bạn thở nhỏ của Hizo là điều tuyệt vời. Bất ngờ tiếng trong hầm mục thu hút ông Gigi đã quen với điều đó nhưng vẫn rất khó chịu. Ông đã cố tình gây tội để được ngồi tù hưởng ké cuộc sống không cần làm gì. Bỗng tiếng chuông cảnh báo thu hút Hizo, cuộc tập kích của Goblin đã diễn ra. Đúng lúc đó cơn đau bụng của Hizo lại nhói lên dữ dội, dường như tình cảnh này rất giống cuộc thi của cậu hai năm trước. Hizo quyết định đi vệ sinh giải tỏa, dù mọi người đang chiến đấu với Go Berlin nhưng cậu lại phải đánh nhau với cái bụng. Giải quyết xong xuôi Hizo nhìn lên thì thấy một con Go Berlin đang nhìn cậu một cách thèm thuồng. Hizo sợ hãi hết lớn gọi tên Zeona nhưng cô tưởng cậu bị trĩ nên vẫn bình chân vô lại đầu của con gô Berlin đứt lìa khiến hizo không khỏi hét to misajisa mở cửa ra hỏi han tình hình của hizo hóa ra cô đã âm thầm theo dõi cậu vào nhà vệ sinh hizo nghe thấy lý do không biết nên khen hay không misajisa hỏi mượn thanh kiếm của hizo cô cầm lấy ngắm nghía và chĩa kiếm vào chân cậu hizo bị dọa sợ hét lên lần nữa lúc này misajisa vẫn còn hứng trêu chọc cậu cô áp sát vào hizo bất ngờ một con dao đâm vào cánh cửa Alicia vẻ mặt cáu kỉnh chửi rủa hai người. Hizo thấy tình hình không ổn đánh chống làng chạy đi chỗ khác. Zeona cũng bay đến ngay cạnh. Vì tóc bị trẻ ngọn nên nãy cô đã không lo được cho Hizo. Cơn đau bụng lại ập đến lần nữa khiến cậu ngã quỵ. Có vẻ như sự kiện chưa kết thúc nên căng thẳng vẫn còn tiếp diễn. Hizo sợ rằng cậu sẽ thất bại lần nữa vì tinh thần của mình. Zeona muốn Hizo kể về quá khứ của cậu. Cô hứa sẽ không cười nếu Hizo nói ra. Nhưng khi cậu kể tường tận thì cô lại cười lớn. Trận cười này khiến Hizo thối mặt. Nếu là Kamui, anh sẽ nói cậu chạy tiếp dù có đái ra quần. Hizo vì bực tức mà cơn đau cũng tan biến, danh hiệu của cậu đổi thành kẻ giết bạn thân máu lạnh tè dầm. Khi Hizo đến nơi các binh lính đã đứng đối mặt với Go-berlin, đám quái vật đông đến nỗi khiến cậu phải hoảng hồn. Teo Sa ra lệnh cho mọi người xông vào, binh lính mau chóng bị chia năm xẻ bảy. Chỉ có Teo Sa vẫn có thể đánh bại Goblin, ngoài ra Mizajisa và Alicia cũng mạnh không kém. Họ dễ dàng giết chết Go-berlin trước mặt Hizo, cứ thế cả ba liên tục tiêu diệt những con Goblin xấu số. Hizo tưởng rằng mình sẽ vượt qua cửa tử một cách dễ dàng. Ai ngờ Kathy và Bob xuất hiện báo cáo một lượng lớn goblin đã tấn công cổng phía nam và lao vào dinh thự của Gaban, một con goblin đã chọc thủng cánh cửa sắt. Kathy bị đánh không trụ được, Teo Sa nghe được nhận ra đó là độc nhãn vội chạy đến cổng phía nam. Hizo cũng chạy ngay sau đó, một con goblin da đỏ dễ dàng đánh bại những người lính, đây chính là độc nhãn vua của những goblin. Teo Sa đã có một lần đụng độ với nó trong lúc đi tuần tra và chỉ có thể chọc mù một bên mắt của độc nhãn và chạy thoát anh lệnh binh lính mang lồng đến. Teo Sa nói với Hizo hãy tiêu diệt độc nhãn và rời khỏi thành phố. Cả hai lao vào đánh nhau khiến Hizo đứng một bên sợ hãi từ từ rút kiếm. Mirarisa và Milia ở một bên chấn an Hizo. Chỉ cần đợi được chiếc lồng mà anh nhắc đến thì sự kiện sẽ kết thúc. Mizajisa cầm cưa lao vào độc nhãn, tức thì bị nó đá cho một cái đau đớn văng mạnh vào tường. Sức mạnh kinh khủng khiến Hizo lo lắng. Alicia cũng rút hai dao ra da lao đến, tốc độ nhanh đến mức Hizo và Zeona không thể nhìn rõ. Lúc này cái lồng cũng được đem đến, bên trong là những con gô bờ nhỏ. Kế hoạch của Teo xa là dụ độc nhãn nhìn thấy những con gô bờ này sẽ buông lỏng cảnh giác. Anh lao tới gõ kiếm vào cái lồng. Độc nhãn nhìn thấy hét lên đau đớn. Teo xa thừa thắng xông lên chém mạnh vào người độc nhãn. Con quái vật bị đánh gục. Hizo và Zeona ở một bên tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc. Nhưng cậu lại nhớ về những gì Camui từng nói. Hizo không biết rằng liệu tỷ lệ sống sót có bị khuếch đại hay không. Và cả những lời nói về bí mật của thành phố Tết khiến Hizo phân vân. Cậu nhận ra mình đã nghe thấy tiếng của con gô Berlin từ trước, Hizo bảo Teo Sa dừng hành động lại rồi tra khảo về những con go Berlin bị giam bên trong hầm ngục của thị trấn. Cậu nhận ra chúng đã bị bắt từ nhiều năm về trước và người duy nhất làm được việc đó là Teo Sa. Zeona tưởng rằng Hizo đang nói nhảm nhưng Teo Sa lại một phát đánh bay đầu độc nhãn. Những con go Berlin nhỏ hét lên đầy đau đớn. Teo Sa không ngờ Hizo lại thông minh đến vậy. Anh đã bắt những con go Berlin từ 7 năm trước và độc nhãn là con của chúng. Khi mọi người đang bị sốc thì Ga Ban tiến vào. Cô ta mỉm cười về chiến thắng trước mặt. Hóa ra đây chính là cách để Ga Ban giam mọi người vào bên trong thị trấn, hình thành cơ quan độc lập không bị kiểm soát bởi vị vua nào. Goblin trên thực tế là một chủng loài thông minh không tấn công con người, lợi dụng sự hung dữ mà chúng thể hiện khi có kẻ đến gần. Anh đã giam những kẻ muốn trốn khỏi thành phố, và đó là cách để hai kẻ duy trì thị trấn tét. Nói rồi cả hai lao vào hôn nhau, Teo Sa dùng kiếm giết chết thuộc hạ của mình. Anh sẽ trôn vùi bí mật của thị trấn xuống, giết tất cả mọi người, bao gồm cả Hizo giờ cậu mới hiểu những gì mà Camui nói. Teo Sa dùng kiếm lao thẳng vào người Hizo, nhưng Alicia đã đỡ cho cậu một mạng. Cô bị kiếm đâm xuyên qua người rồi gục ngã. Hizo không hiểu lý do vì sao cô bạn thời thơ ấu đã cứu mình, nhưng suốt những ngày qua cô gia nhập quân đoàn là để bảo vệ Hizo. Sau tất cả những gì cô thể hiện từ khi anh trai chết Alicia đã luôn cảm thấy có lỗi, cô chạm vào ngực Hizo lần cuối. Nói lời từ biệt rồi nhắm mắt ra đi, những NPC sống ở thế giới này sẽ không có cách nào hồi sinh được. Teo Sa ở một bên khiêu khích Hizo, cậu nhìn Alicia rồi nghĩ về những gì đã xảy ra. Hizo nắm chặt thanh kiếm hết về phía Teo Sa, cậu đã đoán và đỡ được đòn tấn công của hắn, tưởng như đó là ăn may nên Teo Sa lao vào tấn công một lần nữa. Hizo dễ dàng đỡ bằng kiếm mình rồi làm lệch hướng kiếm, Zeona ở một bên cũng bất ngờ vì sức mạnh bộc phát của Hizo. Hóa ra đây là mẹo mà Kamui đã nói cho cậu biết, vì trò chơi này vô cùng thực tế nên có một kỹ thuật có thể sử dụng trong cả game lẫn đời thực chỉ một số ít người thực sự sử dụng kỹ thuật này trong thực tế, chỉ số của người chơi trong game sẽ tăng lên đáng kể khi cảm xúc của họ dao động. Nhưng không phải cảm xúc nào cũng được, niềm tin kiên cường, niềm đam mê. Sự dũng cảm chảy trong tâm hồn sẽ giúp Hizo vượt qua giới hạn và thay đổi số phận của cậu. Nói rồi Camui cũng bỏ chiếc mặt nạ ra. Đây chính là thực tế mà Hizo phải đối mặt. Cậu sử dụng sức mạnh tâm linh để đánh tấn công Camui. đòn tấn công liên tục làm Teo Sa bất ngờ. Dù có phản đòn nhưng Hizo đều tránh được. Những đòn tấn công không thể nhìn được bằng mắt thường khiến Zeona tưởng chừng như là thấy ca mui của thời đó. Cô nghĩ rằng Hizo có thể chiến thắng nên đã hét lên cổ vũ và đòi kết hôn với cậu. Hizo tất nhiên không quan tâm. Cậu lao về phía Teo Sa đánh bay kiếm của hắn. Tiếp sau đó Hizo đâm mạnh kiếm của mình vào Teo Sa. Nhưng kiếm nó dễ dàng bị gãy bởi bộ giáp bóng lộn. Cục diện dường như đã thay đổi. Teo Sa vung kiếm quyết định về phía Hizo. Lúc này cậu gặp lại Martin dưới gốc cây. Dường như Hizo đã chết đi. Cậu kể cho Martin về những gì đã xảy ra. Nhưng Martin lại an ủi Hizo và nói mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Anh nắm lấy tay Hizo và nói lại lời hứa năm đó, một ánh sáng xanh xuất hiện từ thanh kiếm gãy của Hizo. Chiếc kiếm làm vỡ toang Golden Blade của Teo Sa, đây chính là thanh kiếm bị nguyền rủa mà kẻ giết bản thân có được. Hizo gọi tên Martin rồi giơ kiếm về phía Teo Sa, hắn dường như không lo sợ quyết định lôi ra thanh kiếm mới, phiên bản nâng cấp khiến Teo Sa mạnh hơn gấp bội. Nhưng Hizo vẫn bình tĩnh nhìn về phía trước, mặt trời cũng đang dần ló dạng. Teo Sa dùng tốc độ nhanh chóng lao về phía Hizo, cậu cũng giơ kiếm lên đánh hắn. Ai ngờ Ga Ban đã tấn công Hizo từ phía sau khiến cậu bị một nhát kiếm đâm thẳng bụng. Đó là cách Hizo kết thúc trò chơi này. Cả game và bảng điều khiển đều bốc cháy, nhưng Zeona vẫn muốn Hizo chơi lại và quyết định cho cậu mượn máy. Điều này khiến Hizo phải suy nghĩ thêm. Khi trước cậu cũng đã tính đến việc chơi lại từ đầu khi bị gán danh xưng kẻ giết bạn thân nhưng nếu giờ bắt đầu lại, mọi thứ sẽ mất hết. Bỗng màn hình hiện lên tiêu đề đã đến bước cuối cùng nhưng lại bỏ cuộc vì máy hỏng hizo tò mò ngồi vào ghế cậu nhấp chuột vào và ca mùi lại hiện lên anh tiết lộ câu thần chú có thể khiến hizo trở lại ngay trước khi chết tuy câu nói có hơi kịch cỡm nhưng hizo vẫn quyết định thử cậu hào hứng nghĩ về việc cứu alicia zeona ở đầu dây bên kia nghĩ rằng hizo có vấn đề nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục chiến đấu hizo đi giày vào và chạy bộ chuẩn bị cho một buổi sáng sớm có vẻ như cậu đã thay đổi rất nhiều sau khi chơi trò này hizo trở lại cuộc sống học đường thông thường cậu nghiêm túc nói chuyện với thầy tư vấn và takafumi họ dường như đều cảm nhận được sự thay đổi của Hizo khi hai tên bắt nạt đến bên định tống tiền cậu. Hizo nhớ về lần cuối trước khi bị Teo Sa giết, cậu hét lớn dọa hai tên nhanh chóng bỏ chạy. Sau khi tan học, Hizo ngồi ghế đá đợi Zeona, cậu vô tình ngủ thiếp đi. Trong lúc đó Hizo đã mơ thấy Camu và có một cuộc trò chuyện với anh, bất ngờ cậu bị Zeona đánh thức khỏi giấc mơ.